Đến Huế thì ghé chợ Đông Ba, ra Quảng Trị ghé chợ Đông Hà, vô Đà Nẵng phải đến chợ Cồn. Câu truyền miệng xưa quen thuộc này đến nay vẫn không sai. Đà Nẵng có nhiều chợ, chợ nào cũng có hàng ăn vặt. Tuy nhiên không đâu sự ăn vặt lại trở nên độc đáo khi gắn liền với cái thú thưởng thức và ngắm nhìn nhịp sống rộn ràng như tại chợ Cồn. Đình Trực rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Thưa quý vị, khác với những lần trước thì Đình Trực sẽ giới thiệu đến quý vị những điểm đến du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng. Nhưng ngày hôm nay, Đình Trực đang có mặt tại chợ Cồn của thành phố Đà Nẵng, là một nơi được biết đến với trung tâm mua sắm lớn của thành phố. Và bên cạnh đó còn có khu ẩm thực thể hiện được nét văn hóa của người dân Quảng Nam và Đà Nẵng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm khu ẩm thực tại đây. Và thưa quý vị, đối với đề tài vô cùng hấp dẫn như thế này thì ngày hôm nay Đình Trực sẽ không đơn độc mình, mà Đình Trực có một người bạn đồng hành cùng với mình. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu quý vị, khách mời là một bạn người nước ngoài. Xin được mời Kim Zuhi là người sẽ đồng hành cùng với Đình Trực ngày hôm nay. Chào quý vị, chào anh Trực. Hôm nay mình rất là vui khi được đồng hành trong một hành trình khám phá đầy thú vị tại khu ẩm thực của chợ Cồn. Mình sống ở Đà Nẵng cũng gần 10 năm rồi. Và chắc chắn là ngày hôm nay là Trực và Du sẽ có những cái khám phá vô cùng tuyệt vời tại đây, đúng không? Không phải là chỉ riêng là Kim Zuhi mới có cảm nhận về ẩm thực của người dân Đà Nẵng đâu, mà đối với những du khách mà khi lần đầu tiên đến Việt Nam và đến với Đà Nẵng thì đều cảm thấy rất là yêu thích về cái nét văn hóa ẩm thực của người Việt và đặc biệt là người dân Quảng Nam Đà Nẵng. Và có lẽ lúc này chúng ta sẽ không chờ đợi lâu hơn nữa và sẽ cùng bên trong để khám phá của ẩm thực nha. Dạ. Mời quý vị. Không biết là Du thích ăn món gì nhất ở đây hả? Ở chợ Cồn à, rất là nhiều. Ví dụ như là bún bò nè, rồi mì Quảng nè, rồi bún mắm. Nhưng mà món mà chưa thích nhất là bánh bèo. Bánh bèo hả? Những cái món mà Du nói là ở đây đều có bán hết. À vậy hả? Mà chiều hôm nay là mình sẽ có cơ hội để mình ăn hết những cái món đó. Dạ. Mì Quảng, bún mắm, bánh canh là những món ăn chính. Ăn nhẹ hơn, thực khách có thể thưởng thức pha lấu, gỏi khô bò, bánh bèo, bánh nậm, tráng miệng cũng có mực cá tẩm, sinh tố, chè, ốc hút v.v. Hàng ăn vặt của chợ Cồn chỉ kéo dài khoảng 15 mét. Trong diện tích khiêm tốn đó, 20 mảng thức ăn gọn gàng, khéo léo đan vào nhau. Tất cả đều có trong khu chợ này. Dường như không gian nhỏ hẹp, đông đúc ồn ào của chợ đã giúp cái dung dị, mộc mạc của các món ăn vặt thêm đậm đà, lôi cuốn, hấp dẫn. Ngon, bổ rẻ là tiêu chí hướng đến của cả người bán lẫn người mua nơi đây. Anh có một thử thách vui ha, có nghĩa là bây giờ anh sẽ đưa cho em 100 ngàn, dạ. Anh là 100 ngàn. Dạ. Thì với tờ tiền này thì ngày hôm nay ai là người ăn được nhiều món nhất ở đây thông qua tờ 100 ngàn này? À, mình ok. Sẽ thử thách đúng không? Dạ, bây giờ dạ. Đầu tiên mình sẽ đến quán Mì Quảng. Dạ. Vậy thì cho con một tô mì Quảng gà, em ăn mì Quảng gì ạ? Có tôm trứng không cô? Đó. Cho con một tô gà và một tô tôm trứng. Ôi, nhìn có vẻ ngon đó hả? Em ăn món mì Quảng ở đây lần nào chưa? Ở đây thì em chưa ăn rồi. Em cảm nhận như thế nào khi ăn món mì Quảng ở đây? Lúc đầu thì em không ăn được anh, tại vì không có nước. Đối với riêng món ăn này, nếu như mình ăn thì mình phải ăn kèm với đậu phộng. Ừ. Vì nó sẽ đỡ cái mùi vị ngấy, mà có mùi thơm thơm của đậu phộng. Đậu phộng. Cảm nhận của em về tô mì thì hôm nay như thế nào? Ngon quá. Lâu lắm rồi mới ăn mì Quảng. Em có thể ăn được bao nhiêu tô? Nếu mà đói quá thì có thể ăn 3 tô. 3 tô? Ừ, còn anh? Anh chắc thua em. Ôi, một tô bao nhiêu tiền vậy ạ? Bọn con sẽ trả tiền riêng. Dạ, số tiền cho con. 1 tô 20. Chú sẽ thối cho con riêng và bạn này riêng luôn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tính tiền thì Đình Trực và Kim Zuhi mỗi đứa còn lại là 80 ngàn và được rất nhiều những thực khách ở đây giới thiệu món đặc sản của khu ẩm thực chợ Cồn, đó chính là món phá lấu. Và với 80 ngàn này thì Đình Trực nghĩ là hai đứa sẽ còn ăn được rất nhiều thứ ở đây. Dạ chào cô ạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Zuhi, em ăn món này lần nào chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em ăn hả? Dạ. Món này có tên gọi là phá lấu. Em ăn thử đi. Em nhớ ăn kèm với rau ha. Thế nào? Hơi nhai nhai. Đây là bao tử của con bò. Bao tử. Và đây là gan. Gan. Ngoài ra lại còn có mực. Và món này được ăn kèm theo những cái loại rau như là xà lách, như là rau quế
Và đặc biệt là anh nghĩ là món này ngon là phải cần phải có nước mắm. Nước mắm. Nước mắm. Cho nên là bây giờ anh nghĩ là em phải nên trộn đều lên rồi mình mới được. Cô ơi, món ăn này xuất xứ từ đâu ạ? Dạ, Đà Nẵng. Đà Nẵng. Em ơi, Hàn Quốc có món nào hao giống món này không? Dạ, thì có. Hàn Quốc cũng có bò tử, bò, được có gan, được có mực nữa. Nhưng có ăn chung, ăn riêng thôi. Có mực. Cô cho con mắm. Em có thường đi với bạn của mình vào đây ăn không? Thỉnh thoảng cũng có. Sau khi em ăn món phá lấu này lần đầu tiên thì em có giới thiệu cho bạn em đến đây ăn không? Có. Em biết cái món này đặc biệt là ở chỗ gì không? Cái món này có nghĩa là ăn rất là ngon nhưng mà không có no. Thưa quý vị, người dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất thích ăn món này bởi vì đây là món ăn đặc trưng của người dân Đà Nẵng. Vì vậy mà khi ghé thăm khu ẩm thực chợ Cồn thì quý vị đừng nên bỏ qua món này quý vị nha. Đây là món ăn thứ hai, em cảm thấy như thế nào rồi? Vẫn còn đói đúng không? Không no lắm. Không no lắm, tất nhiên là mình sẽ ăn nữa đúng không? Cô ơi, cô có thể tính tiền cho con và bạn Du được không ạ? Tính tiền đây bác. Dạ. 50 em. 52 đứa à? 52 cho hai. Và theo như mục tiêu ban đầu của chúng ta là chúng ta sẽ trải nghiệm ẩm thực ở đây và tất nhiên sẽ còn những món nữa mà mình rất muốn để ăn. Mà anh tin là Du cũng còn đói đúng không? Mình sẽ thưởng thức món thứ ba. Bây giờ mình sẽ cùng đi ha. Anh sẽ mời em ăn một món ăn mà anh thích nhất ở đây, đó chính là món bánh bèo. Bánh bèo. Đi thôi. Cảm ơn cô ạ. Thôi cho bọn con một dĩa thập cẩm nha. Dạ. Cô ơi, cô còn muốn hỏi cô là làm bánh thì có khó không cô? Có thể dễ không? Dễ hả? Làm như thế nào cô? Ngày con vào siêu thị á, con mua bột về, con lên mạng con coi cách mà tráng bánh ha, con về con tráng. Tráng xong rồi cái là biết ra cái bánh như thế không? Còn mắm thì sao cô? Còn mắm thì con về con nấu, nước mắm với đường, nước đổ vào mình nấu. À vậy hả? Tại vì con thấy ngon quá, chắc chắn là về nhà con sẽ nấu xong rồi sẽ ăn cùng với gia đình con. Cảm ơn cô. Có khi giới thiệu cho cô vậy. Dạ. Cô ơi, con thấy là mình có bán rất là nhiều thứ là bánh nước, bánh bèo và bánh lọc thì người ta thích ăn nhất là loại bánh gì cô? Cần làm ăn thì hay thường hay ăn thập cẩm đủ thứ. Cô mình bán là đông khách nhất là vào buổi gì cô? Chiều 4 giờ chiều. Cô bán mấy giờ là xong? 7 giờ xong. Cô có thấy sự tiện ích của cái khu ẩm thực này như thế nào cô? Hả? Buổi chiều lại là người ta tập hợp hết lại về đây để người ta ăn. Đông như. Cho nên là mình bán ở đây là cũng có nhiều khách hơn so với mình bán ở ngoài đúng không? Cô có khách du Hàn Quốc không? Có, khách Hàn Quốc ít ăn đó. Nhưng mà riêng em là em sẽ ăn thường xuyên đúng không? Đúng rồi. Bây giờ no quá rồi, tại vì chúng ta là bữa thứ ba bác. Thôi cho con đổi tiền rồi cô. Và thưa quý vị, bên cạnh khu vực ẩm thực tại đây thì chúng ta sẽ ăn những cái món mặn ở khu vực này. Và Đình Trực được biết là phía trong kia khu vực ở trong nhà là người ta chuyên về bán những sinh tố, là những món tráng miệng. Bây giờ là anh và Chu sẽ cùng vào trong để chúng ta cùng thưởng thức những món ăn tiếp theo nhé. Dạ. Theo Chu thì biết là ở trong này thì cũng có nhiều món cũng thậm chí là cùng giá thì rất là rẻ, ví dụ là đúng không ạ? Đúng rồi, trong đây đa phần là những món tráng miệng. Bây giờ anh em mình sẽ cùng đi ăn sinh tố. Anh đã thấy được một quán sinh tố gần mình nhất đây. À đây hả? Mình sẽ ngồi ở đây nha. Nhiều món. Chị ơi cho em hai ly sinh tố dầm. Dạ. Sinh tố dầm. Em ơi, có loại trái cây nào mà ở Việt Nam có mà Hàn Quốc không có không? Mãng cầu. Mãng cầu. Còn cái trái cây mãng cầu cũng có nhưng mà nó đắt tiền á. Rất là đắt tiền. Không ngon. Anh thấy trong ly này cũng có mãng cầu nè. Có. Vì đang mạng không phải. Đây. Đây là mãng cầu gai. Cho em đi. Anh nghĩ là ly của em cũng phải có chứ. Đây không thấy sao. Ừ. Khi mà trời nóng mà đặc biệt là trời mùa hè mình ăn ly sinh tố này là rất là tuyệt vời đúng không em? Tuyệt vời, đúng rồi. Trong cái ly sinh tố dầm mà mình ăn đó, nó rất là phong phú những loại trái cây. Như anh thấy là vừa có mít, vừa có bơ, sâm bô chê, xoài, thanh long, mãng cầu, đu đủ. Rất là nhiều thứ trong này. Chị ơi, bao nhiêu tiền vậy ạ? Mỗi người 20 ngàn. Bây giờ em có muốn ăn gì không? Ôi, quá no luôn. Thưa quý vị, vậy là trong một khoảng thời gian buổi chiều thì mỗi đứa có 100 ngàn và Đình Trực và Du Hi mỗi đứa tới cuối ngày còn 15 ngàn và Đình Trực nghĩ là số tiền này mình sẽ ăn vào lần sau em ha. Lần sau ha. Bây giờ thì em muốn
đi tham quan chợ Cồn thì anh có thể dắt em đi được không? Được, anh nghĩ là sau khi tham quan khu ẩm thực mà mình đã trải nghiệm rồi bây giờ mình sẽ cùng đi qua bên kia để xem được khu mua sắm của chợ Cồn ra sao. Đi. Sau khoảng thời gian trải nghiệm tại khu ẩm thực chợ Cồn thành phố Đà Nẵng thì lúc này trời cũng đã nhá nhem tối và Đình Trực cũng như Xu Hy đang rất là no bụng. Xu Hy, sau quá trình trải nghiệm ở đây là một ngôi chợ rất là lớn tại thành phố Đà Nẵng thì cảm nhận của em như thế nào về ẩm thực, mảnh đất cũng như con người tại đây? Thì chú cảm nhận được về thành phố Đà Nẵng thì không phải chỉ thu hút du khách bởi cảnh đẹp mà con người thì rất là thân thiện. Và chú muốn nói một câu về mảnh đất thì chú rất yêu Đà Nẵng. Cảm ơn chú Hy đã dành rất là nhiều tình cảm cho người dân Đà Nẵng. Và cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đồng hành cùng với 360 độ du lịch. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và rất mong quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình, cùng với những hành trình khám phá, hành trình trải nghiệm vô cùng thú vị trong thời gian tới. Và chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.